cả nhà, cập nhật cho cả nhà mẫu Vario mới nhất trong tuần này luôn ha. Và cả nhà mình mua xe có thể là không cần đối trước, và xe sơn đối trước 2 triệu, xe zin không cần đối trước nha. Và liên hệ ngay là giảm 2 triệu tiền xăng xe đi lại cho cả nhà luôn, giảm trực tiếp vào giá xe cho cả nhà mình luôn, và hỗ trợ bao độ hồ sơ, chỉ cần mang căn cước công dân gắn chip 18 tuổi cả nhà, là 206 là đủ tuổi mua xe nha. Có một số em trai em gái đang hỏi là 207 có mua được không, là chưa nha mọi người. Nhanh tay liên hệ để Loan hỗ trợ giảm 2 triệu nè. Thì Loan sẽ quay cho cả nhà một cái mẫu xe mới nhất trong tuần này luôn, thiết kế sơn 3D xanh lá cây đậm ha. Màu 3D rất là sang trên một cái nền áo này. Năm nay là không có mua Vario trắng cam hay là trắng hồng nữa nha cả nhà, mà cái dàn mũ ở đâu mà mua trực tiếp trên cái dàn áo vậy nè. Có nghĩa là hai màu trên dàn áo, trắng hồng, trắng xanh, trắng cam, nó cũng chạy trên dàn áo luôn, là hot của năm nay nha. Và cả nhà mình mua xe sơn như thế này thì Loan sẽ bảo hành sơn cho cả nhà mình 1 đến 2 năm và bảo hành máy móc 30.000 km hoặc 3 năm. Cửa hàng của Loan thì đang ở Bến Cát, Bình Dương, gần Đại Nam nha. Làm việc là không có ngày nghỉ luôn cả nhà ơi. Và ngoài những cái mẫu xe đẹp như thế này đây, mẫu này là mẫu mới nhất cập nhật cho cả nhà mình ha, thì Loan sẽ có thêm nhiều những cái mẫu xe mới nữa. Thì cả nhà mình cùng Loan mình tham khảo thêm những cái mẫu khác, những cái màu khác nữa nha. Ở dưới đây, dưới đây là Loan đang có thêm rất là nhiều màu này. Em này là một em xe màu hồng, hồng phấn nha, hồng đen nha, hồng 3D đó. Thì màu này cho các bạn nữ rất là phù hợp luôn á, tem nổi luôn thì rất là sang. Loan sẽ có tem dán và tem nổi, cả nhà mình thích Loan sẽ hỗ trợ lên tem nào mà mọi người ưng ý nha. Và sẽ có một cái những cái ốp này, ốp tay gấp này, ốp bô này đó, ốp để cho nó đỡ chảy á mọi người. Và dưới đây thì Loan sẽ có thêm, có thêm màu là màu đỏ đen. Đỏ đen cũng là một cái màu mới trong 2 tuần gần đây nha cả nhà. Đỏ đen em với Vario này, hoặc là Vision á, bán rất là nhiều luôn, nhìn rất là mê luôn ha. Và trắng xanh này, trắng xanh em này là xanh GB luôn, xanh đậm. Đâm ra một cái màu này nó tôn cái màu trắng lên, nhìn rất là đẹp và rất là mới lâu luôn cái màu này nè cả nhà. Và đây là một cái màu rất là nhẹ nhàng luôn, phù hợp cho những anh chị em mình mà thích cái màu đơn giản đơn thuần thôi ha. Trắng đen. Và đây là bạc đen nè. Em này cả về sẽ là màu bạc đen. Và em này sẽ là màu trắng xanh nha, trắng xanh ngọc. Em này là một em xe màu xanh bơ, màu đúng là nhẹ nhàng luôn ha cả nhà, xanh bơ xanh cốm ha, rất là nhẹ nhàng. Xám đen. Cả nhà mình xem ở phía sau xe thì không thấy rõ đâu, nên mọi người có thể kết bạn ngay Zalo Loan qua số 0932007033 nha. Tụi Loan gửi mẫu cho cả nhà mình xem chi tiết hơn, hoặc là qua video gửi tới cả nhà mình nha. Em này là xanh ngọc nè, trắng cam, trắng xanh. Và đây là muốn gửi đến cả nhà cái em xe này là em xe xuống áo click Thái nè cả nhà. Đây là một cái mẫu xe đời mới 2024 nha. Nhưng mà cả nhà mình thấy là phía trước là nó sẽ không có, phía trước đây là sẽ không có cái chỗ bắt gắn bản tên đâu. Tại vì cái em này là độ nguyên bộ dàn áo click Thái luôn, nên mọi người sẽ thấy nó xôn nè. Và nhìn là cứ nghĩ là đời 2020-2021 ha, nhưng mà không phải đâu, em này là đời 2024. Nhưng mà thiết kế lên cái bộ dàn áo, thiết kế lên cái dàn áo này để cho cái xe của mình nó nhỏ gọn hơn. Nói chung là như anh chị em mình thích cái mẫu cũ á, thì nó sẽ xuống cái này. Còn đa số thì mình sẽ đi cái mẫu này, thì giá nó sẽ tốt hơn đó mọi người. Vario hiện nay cửa hàng đang bán 38-41, khóa chìa và khóa thông minh. Liên hệ trước là sẽ giảm 2 triệu. Mua xe zin là không cần đưa trước, chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip ha. Mua đưa trước 10 triệu nó sẽ hỗ trợ nhận ngay cả về gốc. Cửa hàng của anh thì đang ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Làm việc không có ngày nghỉ từ thứ hai đến chủ nhật, làm đến 8-9 giờ tối luôn. Mọi người xuống ca giờ nào thì hãy gọi ngay cho Loan nha. Và đặc biệt có hỗ trợ thu cũ đổi mới và hoa hồng cho người giới thiệu. Anh chị em mình đang xem được video của Loan thì hãy liên hệ ngay với Loan có số điện thoại bên dưới, để Loan sẽ tư vấn kỹ lưỡng cho cả nhà mình hơn nha.